chào quý vị khán giả và các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình Ước mơ của em. Chà, cứ mỗi lần bước vào giai đoạn hè thì chị Mai Phương luôn có một cái cảm giác rất là nôn nao, giống như là thời còn đi học vậy đó. Bởi vì vào giai đoạn này thì chúng ta sẽ được nghỉ ngơi, được vui chơi và sẽ có những tiết mục riêng cho bản thân mình, đúng không nào? Không biết là các bạn nhỏ của chương trình đã có những kế hoạch thế nào thì hãy mau mau viết thư về chia sẻ với chương trình nha. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay thì chị Mai Phương đọc rất là nhiều lá thư, nhưng trong đó có một lá thư có một người bạn nhỏ có một kế hoạch vô cùng đặc biệt và lý thú. Lý thú và đặc biệt như thế nào thì bây giờ chị Mai Phương sẽ làm nhiệm vụ đó là liên lạc điện thoại với hiệp sĩ của chúng ta. Alo, xin chào chị Mai Phương, hiệp sĩ đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ rồi đây. Nhiệm vụ lần này thì Mai Phương sẽ để cho hiệp sĩ đoán nha. Đây là một ước mơ của một bạn nhỏ, thích đi du lịch, thích đi chơi, thích khám phá, nhất là vào mùa hè thế này. Hiệp sĩ đoán nhiệm vụ lần này á. Bây giờ là mùa hè này. Mùa hè thì các bạn nhỏ chắc chắn là sẽ rất là thích được đi chơi này, được khám phá những điều mới lạ này, được đi du lịch cùng gia đình này, đúng không? Hay quá, hiệp sĩ đoán giỏi quá, cho nên trật lất hết trơn rồi. Ước mơ kỳ này là của bạn Đức Mạnh. Đó là quyên góp để ủng hộ cho các bạn học sinh nghèo hiếu học. Và bạn ấy thì không có ham chơi hiệp sĩ đâu. Mai Phương nói giỡn thôi. Tại vì hiệp sĩ thấy là mùa hè đến gần rồi. Và đấy chắc chắn là một điều rất là thích thú dành cho các bạn nhỏ. Nhưng mà để chứng minh cho Mai Phương thấy rằng hiệp sĩ không hề ham chơi, bằng cách là hiệp sĩ sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ lần này. Bởi vì đây là một ước mơ rất là đáng yêu và cực kỳ ý nghĩa. Hãy chờ tin tốt từ hiệp sĩ nhé. Xin chào Mai Phương. Hiệp sĩ đang có mặt ở trên đường cư xá Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh và đến tìm số nhà 9K, đấy là nhà của bạn Đức Mạnh và nhân vật hôm nay của chúng ta sẽ là bạn ấy. Chúng ta thử tìm xem là ước mơ của bạn ấy là gì nhé. Em chào chị ạ. Chị ơi, cho em hỏi đây có phải nhà của bé Đức Mạnh không ạ? Dạ đúng rồi. Em đến với chương trình ước mơ của em và em xin phép được gặp bé chút xíu ạ. Rồi mời em vào nhà. Xin chào Đức Mạnh. Dạ, chào cô. Con sẽ đi hỏi những bạn gần đây coi bạn nào có mấy cái đồ quần áo thì con sẽ xin những bạn đó. Đức Mạnh nói về ước mơ của mình đi nào. Dạ, con có ước mơ là được gặp những bạn học sinh nghèo và đóng góp những đồ vật mà mình có thể đóng. Tại sao mình lại có một ước mơ như thế? Nó xuất phát từ đâu? Dạ, nó xuất phát từ nếu mà con đặt trường hợp con vào những bạn nghèo mà con không được ai giúp đỡ thì con sẽ thấy rất là cô đơn. Thế bạn nghĩ là các bạn sẽ thiếu những cái gì? Dạ, thiếu đồ dùng học tập, rồi thiếu sách giáo khoa, rồi thiếu bút mực, bút chì, rồi thiếu chuyện báo mà người ta có mà mình không có. Hiện tại thì Đức Mạnh đã có những cái gì rồi nào? Dạ, có đồ chơi, báo. Mình có nhiều quần áo cũ không? Dạ, ít. Cũng hơi ít không? Hơi ít. Thực ra các bạn đấy thì các bạn ấy thiếu rất nhiều, mà không phải một bạn mà là rất nhiều bạn nữa. Vậy thì bây giờ nếu như mình giúp một bạn thì bạn khác sẽ rất là buồn. Bây giờ làm sao đây? Thì con sẽ đi hỏi những bạn giàu, hỏi những bạn gần đây coi bạn nào có mấy cái đồ quần áo thì con sẽ xin những bạn đó. Cô hiệp sĩ chợt nhớ là mai chúng là ngày thứ hai, và ngày thứ hai thường là chúng ta sẽ tập trung dưới sân cờ, đúng không? Đức Mạnh sẽ đứng lên và kêu gọi những bạn học sinh trong trường thì các bạn sẽ chung tay với mình để thực hiện ước mơ này, và ở đó thì chúng ta sẽ cùng nhau quyên góp thật là nhiều thứ để dành tặng cho các bạn, sách vở, bút mực và đặc biệt là quần áo cũ nha. Mà con đã bỏ đi hoặc là vứt đi rồi, nhưng mà những đồ vật ấy thì rất là có ích cho những bạn học sinh nghèo. Nhưng mà những đồ vật của con thì rất là ít, nên con tới đây để kêu gọi những bạn học sinh trường Tô Vĩnh Diện đóng góp và đưa cho con, và con sẽ đưa lại cho các bạn học sinh nghèo. Con sẽ đi từng lớp thì sẽ rất là mất thời gian, nên con xin phép cô nói với cô hiệu trưởng là cho con đứng trước toàn trường nói về việc đóng góp cho những bạn học sinh nghèo đó. Rồi cô sẽ nói với cô hiệu trưởng để cho bạn lên chỗ trào cờ để nói được quyên góp cùng cho các bạn ha. Con cảm ơn cô. Rồi. Cô nhờ các bạn một chút xíu tại ngồi tại chỗ nghe bạn Mạnh nói về ước mơ của mình một chút xíu. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Hồ Đức Mạnh, mình đang tham gia chương trình ước mơ của em.
bạn, bạn có thể đóng góp những đồ vật tùy ý bạn gì, bạn muốn đóng góp cái gì? Mình muốn đóng góp đồ dùng học tập. Mình có thể góp quần áo cũ của mình cho những bạn nghèo. Chưa được chuẩn bị. À, thì, dạ. Vấn đề hôm nay là các bạn có đóng góp những sách giáo khoa của các bạn nó học nữa rồi. Dạ. Nó học nữa rồi, học mới rồi. Mình thật sự cảm ơn các bạn vì đã các bạn đã đóng góp rất là nhiều sách vở và dụng cụ học tập. Mình mong các bạn sẽ đóng góp nhiều, thêm nhiều quần áo nữa. Mình thật sự cảm ơn các bạn. Rồi. Mình cảm ơn các bạn vì các bạn đã chung tay với mình đóng góp những đồ vật mà không dùng tới để cho các bạn học sinh nghèo. Mình thật sự rất là cảm ơn các bạn. Hôm nay chúng ta đã quyên góp được rất là nhiều quần áo, nhiều sách vở này. Thực sự nghĩ là các bạn nhỏ sẽ rất là vui khi nhận được món quà này ha. Đặc biệt là cô thấy là trên những cái gói đồ á, các bạn đã ghi sẵn tên của mình luôn này, có ghi lời chúc luôn này. Đây là chiếc áo thun xinh xắn màu hồng tặng bạn, chúc bạn vui và hạnh phúc khi mặc nó. Bạn Nguyễn Kỳ Khánh An này, lớp 2A này, mình chúc các bạn luôn hạnh phúc khi nhận món quà của mình. Nhưng mà sao cô vẫn thấy có một cái gì đó nó chưa có ổn lắm. Giống như những cái bộ này này thì chưa được bỏ vào bọc này, mà cái màu sắc nó cũng hơi cũ. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm sạch tất cả những quần áo này. Đây, tất cả những quần áo mới sẽ trở nên sạch và đẹp hơn nhờ máy giặt ha. Mơ cho đẹp tuổi thơ này, bạn và em giấc mơ cùng bay. Bao gian lao ngay từ khi bắt đầu, làm sao ước mơ được chập cánh? Làm sao em được đi cho đến cuối hành trình, thực hiện ước mơ tuổi thơ? Và nếu có ai giúp sức cho em, ước mơ được bay cao mãi. Mình phơi theo cách này thì nó rất là mau khô, nhưng mà nó lại chín diện tích. Mà bây giờ mình thì đã hết chỗ treo rồi, có nghĩ là mình sẽ đi tìm mỗi chỗ nào đó rộng hơn chút xíu để phơi tất cả những đồ còn lại này. Nếu mà gần nhất mà có chỗ phơi đồ thì mình sẽ ra công viên phơi. Ra công viên thì chắc chắn sẽ có nhiều người. Hay là gần đây, lúc nãy đi ra cô có thấy một cái sân vận động nhỏ nhỏ, một cái sân bóng đá. Dạ. Thôi đi. Nên hôm nay cùng nhau xây dựng ước mơ này. Rồi, bây giờ đồ khô rồi, mình mang đồ với lại cái này về nhà luôn ha. Yeah. Xong rồi đóng thùng luôn. Những cái công đoạn mà vất vả thì mình đã làm qua rồi ha. Bây giờ mình còn một công việc cuối cùng và đơn giản. Đó là... Bỏ mấy đồ vô thùng. Ừ. Trong cái ước mơ lần này này, Mạnh thấy là khó khăn và vất vả nhất là lúc nào? Dạ, lúc con thấy khó khăn rồi đó là nhất là lúc giặt đồ. Giặt đồ hả? Tại sao? Giặt đồ là mình đã có máy giặt rồi mà. Nhưng mà giặt thì rất là nhiều đồ nên con phải lấy ra rất là nhiều lần nên con rất là mà. Tuy là vất vả nhưng mà cũng không có khổ bằng các bạn nhỏ ở những vùng sâu vùng xa như các bạn hoàn cảnh khó khăn đâu. Các bạn thiếu thốn rất nhiều. Các bạn chỉ mong có được một cái miếng áo mà nó lành lặn và nó đẹp như thế này thôi. Đó nên là ở đây mình có vất vả một tí xíu chứ nữa thì cũng sẽ đem lại niềm vui cho các bạn. Đây là những cái món quà cũng như những tấm lòng của bạn Đức Mạnh cũng như là những bạn của trường học sinh và trường tôi Vĩnh Diện đã đóng góp lại đây. Và hy vọng là đến món quà này sẽ đến tận tay những bạn nhỏ còn gặp nhiều khó khăn. Chúc các bạn sẽ luôn học giỏi và luôn có những niềm vui trong cuộc sống, đúng không nào? Mình chúc các bạn ngày càng hạnh phúc và vui vẻ và sống bên nhau thật hạnh phúc. Bye bye. Quả
quả thật là bây giờ thì chị Mai Phương đang có một cảm giác rất là có lỗi với hiệp sĩ. Cứ trách hiệp sĩ là mê chơi, nghĩ là hiệp sĩ sẽ không hoàn thành được tốt cái công việc này đâu. Nhưng mà hóa ra hiệp sĩ của chúng ta rất là năng nổ, rất là nhiệt tình, giúp đỡ cho người bạn nhỏ của mình. Bên cạnh đó còn nảy ra sáng kiến là kêu gọi các bạn hãy tự vận động lấy quần áo của mình để giúp đỡ cho các bạn nghèo khó hơn nữa. Đây cũng là một ý kiến rất là dễ thương đúng không nào? Còn thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Bây giờ thì chị Mai Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhỏ trong chương trình lần sau. Chắp cây ngước mơ tuổi thơ để ngày mai tươi sáng cho đời. Kết ước muốn ta cùng chung cho nhau sức mạnh thêm, cho ta cùng vươn tới. Chắp cây ngước mơ ngày mai nên hôm nay cùng nhau xây dựng ước mơ này. Chắp